nó đưa cái hũ này gì mình để mình vô cho nó ăn nè. Cái miệng nó thấy thương quá ha. Cái miệng của mày. Cái mặt nó cũng thấy thương nữa. Cái con trù không ai quan tâm hết trơn. Trời ơi. Nhột quá rồi cho nó. Nó coi này, nó đưa cái mặt vô nó làm gì nó thiếu ăn ấy. Rồi Nam. Nước hình như nó lớn á. Mình thấy nó sống nó đánh nó cả nhà lên vậy. Đẹp quá trời luôn chỗ này. Sáng sớm ra chạy từ đây tới đâu đó cái chạy về là đủ rồi. Bỏ lại. Hay quá. Đây mình lại tới đây là mình đi vô tới cần cây cầu luôn thấy không? Đây các bạn, người ta lóc lại rồi các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng không? Vậy đó, nhưng mà cũng có một số người ta cố gắng người ta đi vô. Người ta đi vô kìa, đi đường mòn hết trơn kìa. Chào buổi sáng đại gia đình mến yêu nghe. Mời đại gia đình ăn phở. Một ngày mới bắt đầu. Cứ sáng phở, dạ. Trưa bún và chiều cơm ha. Ủa cái này phở hả, bánh canh? Phở hả chị? Dạ. Hôm qua mình có chia sẻ đó là gia đình mình mướn nhà ở tại cái vùng Catherine Hill. Thì cái khu này á, là thật sự mà nói là cái những cái khu mà để cho những người ta nghỉ dưỡng rồi này kia đó. Người ta cho mướn ngắn ngày vậy đó, 2 ngày, 3 ngày, 1 ngày. Quá trời tiện nghi luôn, cái nhà 5 phòng, nó thênh thang. Nếu mình qua đây mình quay hai cái nồi phở cái. Cái này mới đúng là tránh bếp nè, còn cái kia tránh bếp. Tránh vô bếp hết. Dạ, còn cái này mới đúng là tránh bếp thiệt nè. Đó, cái này nồi phở không, nha. Không có mấy đồ trong phải không? Yeah. Nồi bánh canh nha. Tuyệt. Quá ngon luôn. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Yeah, phở. Bánh canh gì chị? Bánh canh chả với chậu tôm hả? Bánh canh chậu tôm với chả. Đó. Chậu tôm nè. Ủa, có giò heo nữa. Quá xá là ngon. Quá đẹp quá à. Sáng hừng đông ở phía ngoài trời nắng đẹp quá trời luôn à. Lát mình dạo biển nè. Morning đi bà. Ngủ ngon không? Cười cái coi. Cười cái coi smile. Nãy chú Hiển ra mở cửa có được. Ồ, không mở được. Không biết mở cửa. Đây, dắt vợ ở ngoài nè. Nè, ở phía trước nó có mấy cái bồng nè. Họ trồng chút đỉnh cây xanh để cho mình thấy cho nó đẹp á. Ở phía trước nhà họ để một cái bảng giống như vậy nè. Đó, cái tên của cái vùng này luôn. Dễ thương quá. Đây, ở đây nó có bán mấy cái giỏ rồi họ đó cho mình đi biển nè. Để xách đồ. Nón che nắng luôn. Ở phía bên này là cái hồ bơi. Còn phía sau cái sân cỏ rộng quá. Phải không? Cái lò đốt lửa trại. Đốt lửa. Lửa trại thôi. Đó, bây giờ sáng ngày hôm nay nha, gia đình đang tề tụ để chuẩn bị đi biển nha. Đó, ngày hôm qua mình tới hơi tối bởi vì review không có rõ cái khung cảnh này. Bây giờ bữa nay là rõ rồi đó. Có thêm một nhân vật mới xuất hiện nữa nè. Nó ai ngồi bên kia. Thấy không, thấy chưa, đẹp trai đó. Nó làm cái xích đu dễ thương á chị nha. Rủ bốn người lên chụp hình nè. Người đẹp không nè. Người đẹp đi nè. Đó, cái... người xấu thì đứng sau. Có người xấu vô. Đi qua đây. Dạ. Yeah. À, cô Trần nghe té rụng răng nghe. Răng nghe, để xích đu nghe. Ờ, lắc cái chuyện này đúng rồi đó. Đỏ luôn.
Thôi nó làm gì đẹp chứ ha, cho mình đứng đông đông chơi cho vui. Bảo được không? Đau thật cho xuôi, nóng không? Còn cái tay kìa. Ấm mà. Hấp. Nên nó có cái bông nè. Ờ mà thấy con lạ lạ nè. Nó già dữ lắm nó mới có cái quà giống vậy nè. Mà nó trồng sao ngay cái hướng đó luôn chứ không phải cây nó trồng cái hướng ngược lại vậy là người ta đi đụng rồi. Nó giống như cây chuối nhưng mà nó xẹp. Nè cái lá nó giống lá chuối à. Mà cái mình nó xẹp. Đẹp quá chị. Đẹp hết sức, giờ có nắng sáng á. Đẹp. Con nè quay đẹp đi. Lạ rồi, hai thằng rớt cái đùng xuống. 1 2 3 nhảy xuống. 1 2 3. Đang đứng đợi chờ chuẩn bị đi ra biển. Rồi thôi đi, mình lấy con đi. Rồi bắt đầu mình đi nha. Đây. Hết quá rồi. Tắm bên trong rồi đó. Đi ra. Rồi, ngày mới bắt đầu đi chơi tiếp. Kìa, xuống đây là thấy cái cầu rồi nè anh. Mình xuống cái bãi biển này là có một cái cầu. Cái cầu giống y như là cái cầu có trại tị nạn hồi xưa mình đã ở bên đảo Bi Đông của Mã Lai á. Đó. Các bạn nào mà có sống ở bên đảo Bi Đông Mã Lai là nhìn thấy là giống cái cầu đó. À, quý vị các bạn thân mến, hiện cùng gia đình đang đứng trước cây cầu Chetty ở tại cái vùng Catherine Hill, là cái làng ven biển. Khu làng này là xây dựng vào năm 1873 để mà khai thác than. Cái tên Catherine Hill là tưởng nhớ tới con tàu mà đã bị đắm chìm ở tại cái khu này. Thành thử rồi họ lấy cái tên đó, họ đặt cho cái làng này luôn. Con tàu nó chìm vào năm 1867. Là hiện tại bây giờ là trên đường đi là hiện thấy cái khu này bây giờ là người ta đang kiến thiết cho nó mới lên á, những khu nhà mới mọc lên nó rất là đẹp luôn. Mình đi lại gần nó chút xíu, mình quay cầu cho nó gần cái. Đó, cái cầu hiện tại bây giờ là người ta đã đóng lại rồi. Người ta đã đóng lại, mình chỉ đi đứng từ xa mình review thôi chứ mình không có lên cái cầu được. Có khi nào nó cũ quá, không an toàn không ha. Họ muốn bảo vệ mà. Họ sợ, có chừng nó ướt da. Thấy vậy à, chứ nó tràn lên xa lắm. Đẹp quá trời các bạn ơi. Chút xíu nữa cho phong biến xuống tắm biển luôn. Đẹp quá trời luôn chỗ này. Cái này nó có mấy cái trái nè. À. Nè cho này nè. Có con tàu đang neo đậu ngoài kìa. Đúng rồi. Xa xa có con tàu đó. Rồi ai muốn tắm xuống tắm, ai muốn xuống rửa chân thì rửa. Mau lẹ thấy chưa, có cái liều liền thấy chưa. Nóng rồi phố. Rồi chưa, mình lội xuống nước đi. Mình về dở lên mình lội. Đi. Đợi chị xui. Wow. Trời ơi, mình bỏ ra mình đi giống như massage cái chân mình vậy ta. Massage chân đi, bỏ dép ra, đi chị. Cái này cái chân phèn mà đi đá hậu thì cũng sạch nè. Nó chà cái chân mình á. Thấy con sứa nhỏ xíu không? Nó trong gieo à? Đã. Trời ơi, nó lạnh. Mình là mình mới bước xuống nước thì nó lạnh cho chút xíu là mình quen á, nó sẽ hết. Dạ, nó quen chút xíu là nó quen hả? Đó, ai Đà Lạt vô nha, bơi vô nha. Đây nữa nè, dân Đà Lạt nè, nó dân Đà Lạt đang nói là ở Úc bãi biển Úc không có mấy cái chai nước. Kiếm cái chai con thiếu ra.
không có rác luôn, không có ở rác. Đây không có rác, đặc biệt là không có rác. Quá trời sạch. Cái này sáng sớm ra chạy từ đây ra đâu đó cái chạy về là đủ rồi. Bỏ lại. Ngại quá. Ở phía chỗ này nó có một cái bệ đá đỏ nè. Quá trời đẹp luôn á. Nó giống như cái cục gạch tàu của mình vậy đó. Mà cái màu sắc nó đẹp hơn. Lâu quá lội xuống cát á, đi từ đây tới đó nó lúng lúng mà nó mỏi. Trừng quá. Rồi chưa, chia phe ra chạy đua đi. Cái này có một lết. Lết đua chứ chạy. Bắt bò. Rồi đi 1, 2, 3 chạy nha. 1, 2, 3, chạy đứng rồi. Trời ơi, đội nón cưng chưa? Cưng quá hả? Đủ thứ hết trơn. Lắp cắt lại, lấy cái cào kìa. Đây, hai cái này là hai anh em, thằng lớn đắp cho thằng em. Con có cào từ, con có cào trước rồi, con có nằm xuống không gì à, không sao đâu, giờ cho nó cao lên. Hả? Cho con cái lỗ dưới rồi, cái nằm xuống vậy. Lại đi cho nó cao lên. Thủ thằng này ở trong này đàng hoàng chưa? Không phải là nó nhặt đó đó. Rồi bây giờ mình cuốn nớp, mình chuẩn bị cuốn liều rồi, chuẩn bị đi về. Rửa chân xong. Lên rửa muối biển. Rửa muối biển xong rồi, bây giờ đi về. Ta mang mấy cái cây giác lại để người ta đi nè. Mình muốn trải nghiệm là mình phải cố gắng đi lại ngay chỗ cái cầu chết đi coi con đi ra đó được không, tại vì nghe nó đã lóc rồi mà mình đi bộ ra có được tới đâu. Không có cho mình xe chạy xe vô trong này, cho nên mình phải đi bộ vô trong này không đi khám phá coi. Họ tấn mấy cái cục đá giống như vậy luôn rồi nè, họ không cho mình chạy xe vô. Mình nghĩ rằng khoảng thời gian sau này chắc có lẽ là họ sẽ làm rồi họ mở lại. Tại vì đẹp quá mà cái view ở đây đẹp quá. Cái view đây đẹp quá trời luôn á. Ở bên này nó có mấy cái cây này gọi là cái gì, tránh biết chăm hỏi. Cây nó độc lắm á, cây nó độc, thấy vậy nó thơm mà nó độc lắm á. Chăm hỏi á. Nguyên một cái hàng cây nó nằm ở đây luôn nè. Đây mình lại tới đây là mình đi vô tới gần cây cầu luôn rồi, thấy không? Mình phải quay rõ đi khám phá là phải quay rõ cho các bạn xem chứ. Đó, tới đó là nó để chú quên hình này kìa. Đó. Tới đó thôi, không cho đi nữa. No entry, không có cho vô. Kìa có người đi dưới để chụp hình kìa. Đây các bạn, người ta lóc lại nè, các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng không? Vậy đó, nhưng mà cũng có một số người người ta cố gắng người ta đi vô. Người ta đi vô kìa, đi đường mòn hết trơn kìa. Họ đã để bảng không cho mình vô, thôi mình tới đây thôi. Đó, mình quay cái cầu gần nhất cho các bạn xem. Hồi nãy mình đi bộ tới đây cũng được nè. Đúng rồi. Tại nãy em sợ sóng nó đánh lên cao á, cái mình dính nó đó, mình sợ. Đẹp quá cái cầu, nhìn wow, ra đẹp quá. Đẹp quá, trời đẹp luôn. Hồi nãy mình đứng cái hướng đó bên đó đó các bạn. Bây giờ mình lên đây mình mới thấy có người đi bộ qua. Mình đi ra tới đây là tự động cái ký ức nó sẽ ùa về. Một thời ở tại trại tị nạn Bula Bi Đông, mình ao ước là sẽ có một ngày nào đó trở về Bula Bi Đông để sống ít ngày lại ở trên. Hồi xưa mình ở trên đó 3 năm trời, mình cũng ao ước để đi rời khỏi cái đảo. Bây giờ 30 mấy năm sau cũng ao ước trở về cái đảo. Không sao, mình ước mình đi chắc có ngày mình cũng tới đó mà. Bây giờ nghe nói cây cầu nó không giống hồi xưa nữa, nó sửa đổi lại hết rồi. Rồi bây giờ mình lên xe đi tiếp nha. Tiếp tục cái ngày hôm nay là Hiển cùng gia đình sẽ đi đến một cái farm nuôi những
con thú không mình trải nghiệm thôi. Đó, trái rừng được kìa. Đó, các bạn thấy không? Ở Úc này tới mùa hè tới hoặc là vừa mùa xuân thôi là nóng nóng là bắt đầu có trái à. À, chúng ta gần tới cái farm mà mình dự trù sẽ đến rồi các bạn ơi. Bây giờ đây các bạn nhìn thấy là những cái con đường nó sẽ bắt đầu nhỏ lại. Tại vì những cái đường này đường làng, đường ấy ít xe, bởi vì họ làm cái đường nhỏ hơn. Lộ này nhỏ hơn hả? Nhỏ, lộ này còn nhỏ hơn. Hết làng luôn. Vô đây là hết làng luôn rồi đó. Gà này gà chạy bộ chứ, đúng rồi, đúng nghĩa gà chạy bộ nè nha. Không có đi xe bus, xe taxi nha. Đây, đây cái tên đường của nó đây nè. Đây là cái bảng mà họ để là mình là enter here. Chúng gừng quá vậy. Ôi, lá dòng hay lá tre, lá tre. Không, không phải là tre, lá dòng. Lá dòng bánh ăn được à. Mình nói là cái lá gói bánh mà nào giờ mình chưa thấy, bây giờ mới thấy rồi nè. Thấy chưa? Cái này nó gói bánh bánh ú lá tre gì đây. À. Hi. Are you booking? Yep. Yep, what name? Alexandra? Yeah. Right, so 16 people in total? Yeah. Is everyone here? Some have raised the carpet. Okay, all right. So if you just wait around in this area here for me for a minute and yeah, see if everyone arrives, and then you can head down there. Okay. And pop sanitizer on. Okay. À, có một số người cũng đang đứng chờ nè, 3 giờ họ mới mở cổng là mình vô luôn. Rửa tay. Đây nó rất là kỹ nha, nó kêu trước khi mình đi vô trong này mình phải rửa tay, rửa đồ cho nó vệ sinh. Cái kim bác nói mình xài nhà rồi. Làm cho có chuyện. Cái này chắc nó phải tỉa lông nó hoài quá ha, nó trên cái đầu nó có cái chòm kìa. When you pat them, only down the necks and backs. They do not like the heads and faces being touched. They're very much like women. If you touch them on the bum, they will boot you. Oh, God. Now. Guinea fowl. Oh, guinea fowl. Yeah. Nó đổ cái chất alcohol lên đây, cái miếng vải nó để cho mình đi, để cho tẩy trùng á. Tẩy trùng. Đó, tẩy trùng. Cô này nãy là cái gì à? Lạc đà không bú hả? Lạc đà không bú. Con này nó tới từ Nam Mỹ. Cái gù á. À, cái gù hả? À, cái lưng á, cái cục ở trên á hả? Chưa là alpaca. Alpaca. Đó là lạc đà không có bú, mà ông nó không bú. Mỗi một người vào cổng tới 35 đô. Đó, đi vô đây coi thú vật rồi chơi. Tại vì có những con thú nó quý hiếm đó. À, nó cho mình vô đây mình cho nó ăn nè. Để nó xách đồ ăn cho mình vô, lẻ lẻ vô mình bóc cho nó ăn coi. Yeah. So when you run out, if you go and see Sean, he's got a big bucket, he'll fill it back up for you. So when you feed them, đây, đưa cái hũ này mình để mình vô cho nó ăn nè. It's big. Qua cái con màu đen nè. Hello. Hello. His name is Jimmy. Jimmy. The Jimmy. Jimmy. Yeah. Jimmy. Jimmy. Hi, buddy. Mà động cái lưng thầy, không có động lưng đây. Cái miệng nó thấy thương quá ha. Hello.
Cái miệng mà cái mặt mà cũng thấy thương nữa. Cái miệng mà dính cái bụi không à. À, rồi đi qua cái con khác. À, bye bye. Cái con. Hai con này quá trời đẹp kìa. Trâu không có ai quan tâm hết trơn. Trâu nó ăn miếng nó toàn dính luôn. Tròn lính. À, tự hết thì ú ra. Ú hồn. Thương ha. À, từ từ con mà ăn liền. Quay 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 này. Ú, cưng quá à. Đi cơ. Ú. Dạ. Dạ. À, hết rồi. Đi theo mẹ, đi theo mẹ. Đi theo mẹ là lưng, lưng quay. Đi theo mẹ là lưng. Cái con này ăn không? Lo cho mấy con bự ăn, con nhỏ nó lại nó hả hỏng, nó thấy thương xíu. À, mấy con thú ở trong này giống như là nó trình diễn vậy đó. Qua một cái tour, một group người đi vô xong đi ra. Đi ra rồi đợi tới cái giờ khác, con túc cái rút khác vô nữa mới cho ăn nữa. Nó quen với cái hơi người rồi thử nó không có cắn mình. Chứ là tự động mà mấy con mà chưa từng tiếp xúc với người đó, mình lại mình đưa là lại ngoài nó cắn mình đúng đó. Đúng vậy. Chứ nó không có hiền. Nó thân thiện với người. Dạ, nó thân thiện, nó biết. Ồ, mấy con này nè, cái lông nó dày quá trời luôn á nè. Rồi, đâu có cắt đâu, cái lông nó đâu có cắt đâu, nó mới dữ. Cái lông nó dày cuối luôn á. Ôi mịn, mịn nhiều lắm nha. Nhóc. Này con. Ồ, thấy thương quá. Rồi nó no rồi. Rồi nó no rồi. Nè nè quay nè, thấy thương quá nè. No rồi. Sao mau no quá vậy con? Cái miệng, cái mặt nó thấy thương quá à. Thôi nè. Nhai miệng thấy ghét không? Nè xích lên, xích lên. Ăn cà rốt tối ngày luôn. Ăn trái cây đi nó khỏe đó. Nó ăn bởi vì mắt nó sáng, nó ăn cà rốt mắt nó sáng. Con này là lông nó đẹp lắm nha, lông nó dài dài tơ tơ đẹp. Trời ơi quý hiếm lắm á, bộ lông đó. Đó. Rồi mi như kìa, mi giống như người ta gắn mi giả vậy đó. Thấy nó mi nó đẹp không? Hôm bữa mình đi tiệc mình gắn mi đám cưới, đêm cưới chưa chắc đẹp vậy lắm như mi. Mi đẹp quá. Ủa sao mà để nguyên cái hũ vô cho năng luôn vậy? Chỉ sợ. Chú sợ. À vậy hả? Ồ, nó cự lộn cái gì á. Thương quá. Tạ quá ha. À, thấy thương quá. Đi thân luôn. Thương quá nè. Thương lắm nè. Đó. Dạ, nói mấy con này quý hiếm mà đúng rồi, ăn bắt người phải đút ăn. Quá đúng luôn hả? Nó thân thiện với mình quá trời luôn, thấy không? Đây nè, qua bên đó con nè. Để cho ăn mẹ. Để cho hình con mẹ. Nó coi nè, nó đưa cái mặt vô nó làm gì nó thiếu ăn ấy. Nó rồi nó. Con mỗi con này thấy dễ thương quá hả? Nó ăn cũng nhẹ nhàng lắm nha hả? Ờ, nó giống như nó làm nhẹ lắm. Nó ăn nhẹ nhàng lắm. Nó không như mà đang tắp gì nên nó không có làm trúng cái tay mình đâu, không có sợ. Mình nhìn thấy ha, người ta cho nó ăn riết nó hiểu biết á, rớt dưới đất không lụm là không nha. Ờ, nó không lụm hả? Mình phải lụm lên mình đưa nó mới ăn. Trời ơi. Nãy Thanh nè, để nó lụm cho nó lụm. Vậy là nó không lụm, chứ không phải lụm lên nó mới ăn ha. Nó thề với lòng là không giờ lụm đồ dưới đất. Trời ơi. Không đem đồ dơ đúng không? Ờ, đồ dơ. Con này nó có bông bông nè, nó màu trắng mà nó có bông mà. Trời, nó đứng ở dưới mình không thấy nó cho nó ăn. Nó sợ, nó rút rút hai tay lại hoài á. Sợ. Nó thương. Con này lấy cái răng lấy. Cái gì? Mua cái gì? Cái này của tao. Con bỏ à. Nó thương không? Nó dạng dễ sợ, nó đứng với mình luôn. Nó
cầm đi luôn á ha. Đại đi, đi đại đi. Đi cho hết cả. Đi cho nó đủ tiền. Với lại đủ video nữa. Đủ video. Vui quá. À, cái con bên này khác nữa. Trời ơi, con này nó đi qua đây luôn nè. À, cái con bên này nó... Cái anh này anh chưa non hay sao mà nè, anh qua đây luôn rồi nè. Trời, đất nó chưa non á. Tới với con này cho ăn cái khác nè, cho ăn cỏ hay gì rồi. Mới đưa tay giống như gà rốt rồi, ôi lấy rốt từ từ á. Dữ vậy. Vui. Nó làm. Ủa cái con này cái lông nó quá trời luôn ha. Cái loại chù này người ta không có cắt lông. Lấy cái xô lên. Cái con này họ cắt lông lỡm lỡm, còn cái con này không có cắt. Cái gì đó mà cái. Mắc cười quá. Ủa con này con chó hả? Wow, quá trời luôn rồi. Mắc cười quá. Nó đè cái xô á. Nó đè cái xô nặng lắm. Mình chị không có ra nổi. Mắc cười quá. Đéo quá trời luôn. Mấy cô sợ chứ. Ủa sao không vô vậy? Trời ơi. Đấy em phải ra xuống đi. Cái con tôi nó đang thấy nó dữ hơn cái con kia. Không có tay thôi mà. Không có tay có được, không có tay có được. Không cầm gì nè. À nhột nhột nhột. À nhột quá rồi 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 cho nó. Rồi thôi đi ra. Được rồi. Bye bye đi. Bye. Bye bye. Cái con để nằm thầm nó đứng lên ăn hoài. Ăn gì ạ? Quá mệt rồi. Chạy chạy xô mệt thở không nổi luôn. Đó. Oh no. Ăn mấy cái cỏ cái họ xay nhuyễn ra hộp hơi khô vậy đó. Cỏ hay là cà rốt gì nó cũng ăn hết trơn hả con này nó. Nó không chịu. Nó không chịu đụng nó. Người ta không thích. Mấy cái con này nó ăn dữ lắm. Nó thích là cà rốt hơn ha. Thích cà rốt rồi con. Nó phùng nước miếng nữa à. Oh no. À. Thôi mà mấy con này, nay mấy con này nãy mình cho ăn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mấy cái con này nó dạ. Nó hiền thôi, mấy con hiền, mấy con cù đó nó dữ rồi. Rồi rồi nó kêu rồi. Đó hai, nó nói hai con chó này là giữ mấy con cù này. Đúng đó. Vậy. Để cho mấy con phốc là không có. Nó kêu đi vô. Rồi nó lùi vô đó, giờ hai con chó này nó lùi mấy cù đi vô nè. Mấy con chó này khôn được. Ồ, bỏ vậy. Hay thiệt. Hai chó là đổi hai. Ủa nhưng mà có con không phải. Hai con chó là để bảo vệ mấy con cù nè. Nè con quay con chó đây nè con. Hai con mà nó chăn bao nhiêu con chù đó đó. À mấy con này nó đi theo. Nó chưa no sao nó đi theo mình nữa kìa. Bữa chưa no. Chưa no sao mà. Con này nhỏ hơn con hồi nãy. À,
Này mới là alpaca. Nhiều quá. Ờ, cái này, cái loại này, cái lông nó dài nha. Ha, lông nó ngộ quá nha. Nhiều quá vậy anh? Vậy anh? Bên này nhiều quá vậy? Cái con này nó ăn cỏ hay anh? Nó ăn cà rốt giống con nãy á. Ăn cỏ mà mỗi mỗi một con vậy là nó dành một tô, mấy con kia lại nó không cho đó. Ờ, vậy hả? Ừ. Vậy mình xin tô cho nó ăn coi. Kìa, tô ở đằng kia kìa. Vậy hả? Cái con trắng này thấy thương nè, cho nó ăn đi. Này con, no chưa? Rồi, thở ra rồi. Rồi, no rồi. Nó muốn nó. Ờ, cái con đó nó đói. Oh no. À, ở phía ngoài là cái con lớn hơn, còn ở phía trong này nó nhiều hơn mà cái con nó nhỏ hơn. Wow, cái anh này cái trán lông xuống bít mắt rồi. Này nè, giòn thấy đấy. Giòn thấy cưng quá. À. Không mà đẹp quá, nó cũng đẹp chứ. Đẹp quá cái con này nè. Cái lông nó. Cái lông nó đẹp. Ờ, cái lông nó nè. Bây giờ cái tay mà đút vô nè. Ôi, chắc chà. Nó quay là đá đó chứ. Chắc là giá là đá. Sở dĩ mình vô cổng mà họ kêu mình rửa tay là như thê tha cái kem chống nắng vô đó. Tại vì mấy người làm trong đây mỗi một ngày họ vô họ làm họ đều tha cái đó. Thành thử mấy con này nó quen cái mùi đó rồi. Thì họ muốn mình cũng tha cái đó. Tại mấy con này nó không có... Với lại vệ sinh nữa. Nó không có kỳ thị. Tay chân mình ở ngoài để mình vô mình còn vệ sinh cái tay mình nữa chứ. Cho đồ ăn bốc cho miệng nữa đó. Bye bye. Bye bye. À, quý vị các bạn ơi, bây giờ cũng chiều rồi, 4 giờ ngoài rồi. Bây giờ gia đình mình rời khỏi cái farm này. Đứa em trong đoàn nó có cho hỏi cái người nuôi đó, họ có chia sẻ là cái con, mấy con trong này rẻ nhất là 500, mà mắc nhất là 50 ngàn. Thì cái khoảng từ 500 cho đến 50 ngàn. Nó đủ thứ màu luôn ha. À. Mình đi ra ngoài quan giả đó, mình thấy mấy con này mình đâu có dám lại gần được, đâu có dám mà cầm đồ để mà mình cho ăn. Nhưng mà cái này họ làm giống như là một cái gọi là tập huấn luyện, nó quen mỗi ngày rồi. Rồi nó đứng lên rồi đó. Rồi chụp đáy đi, chụp đáy lên. Wow, cái phái đoàn cũng đông quá. Rồi nó đi theo luôn kìa. Ba. Đi không? Đi gì không? Cứu. Chụp quá trời. Cái mặt nó thấy thương. Mấy con này nó thả đi rong rong vòng vòng cũng dễ thương. Ở trong không có, để nó đi ngoài á. Ăn gì mẹ? I got some for you. Ăn ở trong. Cái này không biết là tới màng mấy cảnh mấy rồi đi, không biết. Màng mấy cảnh mấy rồi? Màng 3 cảnh 4 vậy đó. Quá hấp dẫn luôn, trời nó thơm. Cái trong phòng mình nghe thơm nữa. Tại mở cửa ta quét đó. À, vô nướng đi ha. Mình nướng chín được một mớ rồi hả? Măng bò nó nát bệnh. Ngon ghê chưa? Đây, xà lách trộn rồi luôn. Bò lá lốt. Hai người mà dắt nem, chị Nga thì dắt ốm ốm, anh Thanh thì dắt tròn tròn ngắn ngắn. Dắt giúp nó. Dắt nem cũng thấy vui vui. Dắt nem xong rồi á, chú tự đáng, ai dắt cái nào? Không không, cái em vuốt láng láng á, đừng có em dắt. Cái nào mà đẹp á, đầu đất bạn nghe là của chị. Anh là vui nước cái nem anh. Không sao, vui. Chiều ngày hôm nay mình gia đình cũng đã chuẩn bị đồ ăn tối xong rồi nè. Đó là tối ngày hôm nay là cái chương trình là có nhiều tiết mục đặc biệt ngang.
À, trước tiên là barbecue, rồi hồi nữa là đốt lửa. Chị Huệ múa lửa. À, đây có em này múa lửa nữa. Rồi thêm bên đây nữa. Chân gà là mình nướng sao? Tại chân gà là để ví dụ khuya. À, để về khuya. Chạy lửa lên là thịt chù ba rọi, nem nướng, giò gà, lưỡi bò. Mấy bạn trẻ tắm từ hồi giờ hồi sống mơ tới giờ đó tính là tháng tới giờ luôn. Bây giờ thì đang gió mà trời lạnh mà nó bơi sáng tới giờ luôn. Nó khoái lắm. Đó, nó chơi cho đã đó. Sao thấy sao có lý không? Dạ rất là ngon. Bây giờ vô đi chứ trời ơi, vô chứ đưa nâng nâng rồi lên coi. Vô Thanh ơi, cầm chai lên Thanh ơi. Dạ dạ vô vô vô. Chai chai lên. Dạ, phải là vô. 1 2 3 vô. Đây. Ok, mời đại gia đình nha. Không sao. Vô 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 vô. Vô các bạn ơi. Cho miếng ra hồ quá. Không bạn không, coi tướng không kinh. Bữa nay có sumo muốn giật qua luôn. Chắc nó mời em ngồi lâu quá giờ quên luôn rồi. Đó về thanh lưỡi bò hả? Cái này lưỡi bò. Lưỡi bò đặc sản Úc. Đặc sản. Ở Úc mới có lưỡi bò. À, lưỡi bò đặc sản nè. Rồi các bạn đón xem nghe, ăn xong món này là có múa lửa nữa. Đợi xíu khuya khuya chút. Đốt lửa trại là phải như vậy, nó nổ tách 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 vậy đó mới đúng là lửa trại. Bập bùng lửa cháy. Đó. Má xưa là nướng không cái cặp bánh này. Ghi để cho. Đây, có mua một chút xíu đồ để một lát nữa mình lụi cho mấy đứa nhỏ nó nướng cho vui vui nè. Vậy sao mình đem ghế ra đây luôn không? Kéo ghế ra đây ngồi. Mình chắc xong mấy cái băng cái đun ra đây ngồi chơi. Mấy giờ ghế ra đây ngồi chơi. Ngồi tiện. Say smooth. My cheese. Ờ cái này có khoai lang nữa nữa xong cái. Ờ cái chi phe ra bắt lộn. Đang cái dạng nó giống như kem kẹo mà kem kem vậy thôi. Chưa mấy đứa nhỏ nó thích. Mà nó ngọt, mấy đứa nhỏ nó ngọt. Cái củi hồi nãy là 20 đồng mà. How much for a bag though? 30 đồng. 20. Ờ 20 quá trời. Rẻ mà. Nó rẻ mấy đứa mình 200 quạt rồi rẻ quá. Vàng rồi nè cho bóc miếng nè. Ngọt lắm. Bóc nhiều chút. Không không á. Ít ít nào không sao. Rồi dưới này nè. Đây mời quý vị nha. Trời ơi. Chưa chị đang qua đây coi cũng như chị đang muốn Nemo. Lửa chạy bia chạy luôn. Lửa bia chỗ chạy với toilet. Bữa nay ống con lên hình có ông nào có thấy sao bữa nay còn có lý nghe tưởng tưởng. Em 39 tuổi đồng thân vui vẻ. Thích đi du lịch. Nấu ăn ngon, nấu ăn ngon nữa. 39 tuổi đồng thân vui vẻ, thích đi du lịch. À.